Ok, và xin chào tất cả các em đã quay trở lại với Sofa 3 event nha. Thì hôm nay mình sẽ chờ một cái event mới của Nucky. Nó là cổng của được sáng tạo. Và hiện tại là mình đang ở trong event đây và nghe ông Shibata nói chuyện này. Cuối cùng thì ngươi cũng tới, sư vụ Okada và đã nói một phần của máy vòng và ra lệnh ngươi đến ngay lập tức. Ngài không phải thích bất cứ điều gì và từ chối cho người khác vào. Đi với ta nhanh lên. Ok, xem nào. Theo lời sứ giả, chúng ta vẫn đang ở trong thời đại bóng tối, chi vực thế giới và sẽ bị ám ảnh bởi ý nghĩ hết sức nguyên thủy là hủy diệt nó. Vì lý do gì? Hình như là để sửa sai, nhưng những nơi mà một số người đến để tránh sống chung hậu quả của những hành động bản thân họ. Và nơi mà chúng ta đứng hiện tại đó là kho vũ khí, nơi đây đứng trước cổng tối, mọi người đang chuẩn bị tiến hành những sinh vật cơ khí hóa, sinh nhiên điên cuồng, lính gác hư không. Ý ta là bóng tối không có bất cứ quân đội nào khi có người phản đối ý nghĩ hủy diệt thế giới. Phải chào đón nó rồi, hãy giữ chân chúng trong khi ta xử lý ánh cổng. Ok, bây giờ mình sẽ vào màn xâm lược nha. Nhưng trước tiên là mình đổi set đã. Hôm nay mình sẽ đổi phong thủy là dùng một set không có hệ. Ok, nhầm. Shadow Fire 3 mới cơ bản cập nhật mới là ra cốt truyện cuối cùng của game rồi nha. Còn mình thì vẫn kẹt ở Marcus phần 3. Kẹt mẹ chắc tầm gần cả năm rồi không ra được anh em ạ. Chán được chưa? Ủa? Thế rồi cái phần mà để set thì mình đâu? À đây. Nó thay đổi nhiều quá, mình không quen anh em ạ. Mẹ bộ này còn chưa có, chán chưa? Mình dùng bộ áo nhả này là dùng bộ không hệ đi. Mình sẽ dùng bộ này á. Lâu lắm rồi mình dùng giáo. Đấy, đây, xem nào. Rắn cắn này, cầu vòng xuyên thấu này. Mình dùng rắn cắn nha. Lời thì dầm cổ đá thủ. What? 150. 150, tên là mình phải đấu đủ cơ. What thôi. Nên mình đấu hai cốt truyện luôn nha, chứ không phải một đâu. Bọn này năm ngoái mình cũng đánh rồi nha. Đấy, đúng không? Đấy. Trước mình cũng làm cho anh em 5 bộ set mà chiến đấu tốt nhất trong cái chế độ survival nha. Đấy, tí nữa mình sẽ để cái link video đấy ở dưới phần mô tả. Anh em cần thì có thể vào đấy xem. Nào. Xuống. Mẹ đau thế. Mày. Một phát. Chó. Mẹ không chết à. Một hai trái phải. Nào, lên xuống cái phải. Đấy. Lâu lắm mà dùng táo mà thấy cơ động vãi trưởng luôn anh em ạ. Chọc lên chọc xuống. Mình còn cảm tưởng cái giáo này không phải là của bọn thần binh đâu. Mình còn cảm tưởng cái giáo này của bọn sứ giả hoặc là triều đình cơ. Bởi vì nó cơ động vãi trưởng. Cái nó không nặng nề như kiểu là mấy vũ khí như kiểu là búa. Nó không nhìn được búa anh em ạ. Đấy. Úi xời. Đam ơi là đam. Để nó sốc như thằng Triệu Văn 20 nội tại luôn anh em ạ. Không biết hiệp cuối là mẹ nó còn sốc được gì không. Nào đâu à. Cái này là phải combo ít này. Úi dồi. Thôi khôn rồi. Chết. Xuống. Lên xuống trái phải. Ơ hay nhờ. Combo ít thôi. Ý mẹ. Sốc phát nửa cây. Mày đánh ai? Hết chuyện rồi con. Nói chung là muốn giết nó cũng khó lắm con ơi. Ấy đấy chưa? Ấy chưa? Mẹ đau thế. Chết. Nó khôn rồi. Nó khôn rồi. Nó chuyện này mình.
mày. Đây với đâu rồi con? Mẹ. Đây với đâu này? Vài trăm cây máu không thể nào mà chống lại được cái sức công phá của cái giáo ở đâu. Mày nghe cho rõ chưa? Vài trăm cây máu không thể đỡ nổi đâu con. Một. Vô đầu. Hai vô người. Mẹ. Lại vô đầu tiếp. Đấy. Một. Ba phải. Bốp. Vô đầu. Chết. Đã chết cho con. Nào hiệp 8. Lại bắt tôi vô hiệp 8 à. Mẹ tưởng ông là ông lính gác không mà chơi. À không, hình như ông lính gác ở bên kia. Mẹ mày. Lát rồi. Lát quá. Chạy. Mày ơi, ám sát tôi rồi. Ui, đừng. Mày thế. Nó không vũ khí hết tôi sáng em ạ. Mẹ mày. Mày. Đang cưa. Rồi. Lại phát nữa này. À, hồi mình để ý hồi máu anh em ạ. Hồi máu này con. Chết. Hồi máu ông quật chết. Xong. Thế nào? 150 vé. Đủ để sang màn sau rồi anh em. Ta là tao nguyền rủa sứ giả và người thích mơ hồ của bà ấy. Ta nghĩ là đang mở một cánh cửa vào hư không nhưng lại mở cánh cổng vào tương lai. Không phải là tương lai khác mà là thời đại sứ giả. Bà ấy đùa ta à? Nếu tin tức về sai lầm của ta bị phát tán ở cả mấy vòng, ta sẽ phải nghe lại nhảy liên miên về mối nguy hiểm từ cuộc thí nghiệm không kiểm soát và những thứ ở cửa khác. Nó là lý do ta kêu ngươi tới đây. Ngươi không phải là người nhiều chuyện. Đi thôi, cánh cổng ngươi không thể đóng được. Nếu không được đến được phía bên kia, nhưng chi tiết chúng ta phải đảm bảo không có vị khách nào còn lại ở đây. Ok, xong rồi. Để nhận phần thưởng rồi mình vô mình đổi set chơi bên kia tiếp. Vậy là chúng ta đủ vé rồi nha. Đấy. Xong. Xem mà có set nào không nào. Vô kê màn kia mình nghĩ là khó cho nên là nên dùng bộ set có hệ. Nhưng mà người thành công sẽ luôn có một lối đi riêng. Cho nên vì cái sự thành công của mình là cho nên mình sẽ dùng một bộ set không hề vậy à. Người thành công luôn có lối đi riêng. Vậy nên mình sẽ dùng một bộ set không hề. What? Xem nào, đấu sĩ thiện chiến này có to gan không hay là chỉ như một anh hùng rơm núp ngoài bụi cây thôi. Nào. Ôi ôi, không mặc giáp anh em ơi. Ấu trùng. Bốp. Đau. Chết rồi. Ôi chết mẹ, chưa lắp mốp anh em ạ. Ăn lộn rồi, không chưa lắp mốp vào cho nên là nó không thể được sự tấn công của nó. Nhưng không sao. Xong trận này mình lắp luôn. Không cầm mốp vẫn chơi được. Nói chung mà sau bản cập nhật lần trước mẹ nó ký tháo hết mẹ mốp luôn. Nào. Ây da. 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 Nào. Tưởng gì hóa ra vẫn chỉ là một con tép riu. Một con tôm trong nồi nước sôi. Xem tôm mày làm được gì đây. Úi dồi ôi. Nói chung là mấy cái vũ khí mà kiểu cơ động mà mình thích dùng cực kỳ luôn đấy anh em ạ. Mẹ đánh vừa sốc đam đâu là mẹ nó. Nó còn cơ động nữa. Đánh nhanh chứ không phải là mấy vũ khí hạng nặng. Đánh không tí là bị người ta combo. Mệt lắm. Ok, xem nào.
Cố lên, 3 màn nữa thôi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nào, đá vào mõm. Mày chết này. Biết ngay. Còn 3 màn thôi anh em. Mình không muốn chết đâu. Mày mẹ chết, cẩn thận nó sốc ấy. Bọn này không được đâu. Úi xôi. Sút vào đầu mấy này. Đấy cổ. Cố lên anh em ơi, cầm một hiệp thôi là xong rồi. Một, hai, bốn, năm. Mày bốn, năm. Ôi, đơ. Thôi gãy chân rồi. Nó đáp gãy chân mình rồi anh em ạ. Cũng nhanh thôi, không lâu không. Mày càng ngày thấy bọn nó là trâu này mà. Úi giời, trâu này. Này thì trâu này. Trâu này. Ôi này thì trâu này. Trâu đến mấy mẹ gặp cái lưỡi dao phóng lợn nữa mà cũng chết thôi. Lại nắm chắc chiến thắng trong tay rồi. 150 token. Rồi chết. Nhầm. Không sao. Lại vô chọn set thôi. Nhìn chép mới 22 là cái gì này. Lần này chúng ta sẽ chơi một bộ set có hệ nha. Đẩy nhanh tiến trình lên chứ không là thời gian này mình gấp rút lắm. Quay từ 15 phút mới giờ 12 phút rồi. Đây set này sốc đam này. Ý. Ta thấy những tay lính gác hư không đã đủ lông đủ cánh này cũng không đến. Ta cần thêm thời gian. Quất. Màn cuối nên cầm một bộ set sốc đa mạnh. Bởi vì nhớ bọn nó trâu thì ít ra là mình có đánh được. Ok. Nguyên mẫu 42 xem nào. Được ngay. Bọn này vào chỉ có dùng súng thôi. Nghe cái điện thoại đâu. Cô nó. Nghe cái điện thoại đâu anh em ạ. Ôi chết rồi, nó điện thoại bị liệt cả mứng rồi. Chạy đi. Đây rồi, được rồi. Mày cái này lại phải mua cái nốt 11 để dùng thôi. Chứ con này của mình cùi lắm rồi. Ôi rồi. Ôi rồi. Mày thật. Mẹ ngay ván đầu mà gãy mệt lắm. Mẹ mày. Ném gãy. Thời gian gấp rút. Nguyên mẫu 300. Quất. Ôi mẹ ơi, cẩn thận. Chui. Ý. Sốc. Ý, mẹ sốc tính chưa. Mẹ đánh ngay. Bom xịt. Hạ bọn này trong 1 phút luôn. Có khi chưa đến 1 phút. Nào. Mẹ win dài. Một cụ. Ý. Đã phân lại. Ý. Chết.
Nốt thằng này nữa, hạ cho 30 giây. Đâu rồi? Đây rồi. Cuối cùng anh bạn đã lộ diện. Mày nghe này. Ý, chơi luôn. Xài lên cho máu. Chết, trượt. Không sao. Chết. Bố đâu? Xong rồi. Ok. Ha, đây không phải lính gác hư không thông thường, chúng là lô đầu tiên nhất. Giả hư không vẫn cho biết về chúng, 1.000 người đang ra thí nghiệm và những con người này còn sống sót. Con số đối tượng thí nghiệm của chúng tôi sẽ trở thành tên của chúng, trừ thứ ba, hắn ghét con số này vì lý do đó, hắn gọi là Big Gabe. Ta hy vọng điều này không có nghĩa là hắn có trí tuệ thực sự như sứ giả hư không, nhưng có vẻ như hắn ta là thực thể duy nhất. Điều đó có nghĩa là để ta tiết lộ bí mật của hư không, ta sẽ phải chịu đựng thêm những trò đùa của ta. Hey, tất cả vì khoa học. Đứng nhiều quá xa, ta gần nhiều dàn đó bánh cùng. Có lẽ chúng ta phải chiến đấu một vài trận nữa. Ok, xong rồi. Giải quyết nhanh gọn lẹ thôi. Cần đồ gì mà hóa ra là cái giáp. Ít cần. Ok, thôi cần lên mình xin phép được tạm dừng cái video anh nha. Cảm ơn các bạn xem được của mình. Tới các bạn, bye bye.